Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng chị bạn quay trở lại Phúc Việt ô tô cũ. Thì trong buổi chiều hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em một mẫu xe giá rẻ nha. Lân quân hơn 400 một tí thôi. Nhưng mà chất xe trang bị đầy đủ tính năng trên xe, form dáng đẹp, cực kỳ là thể thao cũng như rất là thời trang nha. Phù hợp cho các anh chị các bạn đang muốn tìm một mẫu xe thời trang trẻ trung. Đấy, phục vụ gia đình. Trước mắt chị bạn là một mẫu Celato sản xuất 2017 bản 1.6 cửa sổ nóc nha. Trang bị đầy đủ tính năng trên xe. Rất là nhiều tính năng trên trang bị trên một chiếc Celato 2017 này. Em tin em sẽ review chi tiết từng phần cho chị bạn tham khảo nha. Với một xe này thì bên Phúc Việt ô tô đang chào bán mức giá rất là hợp lý cho anh em rồi. Giá đã bao gồm phí rút hồ sơ. Và em xin công bố mức giá luôn nha. 452 triệu đồng. 452 triệu đồng cho anh em nào muốn sở hữu ngay một chiếc Kia Sorento sản xuất 2017 phiên bản số tự động, cực kỳ đẹp căng luôn chị nha. Phiên bản số tự động anh chị nha. Bản này là bản cửa sổ nóc bản full option. Đấy. Em sẽ đi một vòng cho anh em tham quan về tổng quan về ngoại thất. Một vòng cho anh chị các bạn tham khảo về ngoại thất bên ngoài nha. Đây, form dáng rất là trẻ trung, thời trang. Đi rất đầm chắc, êm, cách âm tốt. Phía sau có trang bị 4 cảm biến phía sau này. Đấy, xung quanh xe luôn nha, phía trước 4 cảm biến này. Đấy, những cái dải đèn này nhìn rất là thời trang. Còn rất là sáng nha, không bị ố màu hay là bị xuống cấp cũng như bị cày xước và quẹt gì. Ô đo chiếc xe này chạy đúng 57 ngàn anh em nhé, 57 ngàn. Đấy, xe gia đình sử dụng. Chất xe còn rất là cọp luôn. Đấy, tí em sẽ xô cái phần máy cho anh chị các bạn. Đây, em đang quay là có điện thoại. Đây, tổng quan bên ngoài nhá. Rồi, về phần phía trước này, trang bị 4 cảm biến này. Đấy, 4 cảm biến này. Mang biển 95A nhá. Đấy, dải đèn phía trước này. Đấy, chỗ đèn này. Đèn bi. Đèn bi này. Đèn gầm. Đẹp căng luôn. Form dáng cực kỳ rất là thể thao. Về phần la răng của bánh xe lốp. Và lốp của nó là trang bị la răng đa chấu này. La răng đa chấu nha. Thì đây em sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em nhé. Đây một mẫu la răng của nó này. Đấy, cái hệ thống la răng đa chấu nhìn rất đẹp nhá. Để phân đĩa 4 bánh. Có hệ thống phân 5S. Rồi. Đó, lốp gai này. Còn khá dày. Cua lốp sạch đẹp anh em nhá. Giá chỉ 452 triệu đồng thôi nè. 452 triệu nhá. Xi nhan tích hợp gương này. Đấy, viền chân kính được nẹp hết rồi. Ngoài đây là lóc cửa mở cửa thông minh nhá. Đây, xe trang bị lóc mở cửa thông minh. Đây phía sau này trang bị cảm hệ thống phân đĩa, hệ thống phân 5S. Đó, form dáng cực kỳ là thể thao trẻ trung. Sơn xi màu trắng đẹp căng anh em nhá. Em sẽ đi phần gầm trước. Đây, gầm bệ này. Đó, gầm bệ nó không mục mọt gì anh em nhá. Đấy, gầm bệ này không mục mọt gì nhá. Đời 2017 xe gia đình đi thì chất xe thì còn rất là ngon rồi. Đây, về phần nội thất bên trong này, ghế được bọc da màu kem. Đó, ghế da màu kem nhá. Cửa sổ nóc trần nỉ nguyên bản. Ghế này là cùng ghế nguyên bản theo xe anh em nhá. Đây phần túp ly của xe này. Đây keo chỉ. Keo chỉ còn nguyên. 4 cấn. Đây phần cánh cửa trước. Những nút bấm này. Gương kính cụp xòe, gương kính chỉnh điện. Bộ nhớ ghế hai nấc. Đây, nhớ ghế nha, rất là hay. Rồi float sàn 5D. Đây vô lăng tích hợp phím bấm. Đây, vô lăng tích hợp phím bấm này. Túi khí an toàn. Có lẩy số vô lăng.
phiên bản số tự động anh em nha. Màn hình đầy đủ hết rồi, điều hòa auto. Đăng kiểm mà đến tháng 8 2022 đăng kiểm còn rất là dài luôn. Này, nội thất đẹp căng này. Đó, cho một mẫu xe 2017 đề nổ ta tốt nha anh em. Đấy. Đấy. Cực kỳ là hiện đại nha. Odo của nó là 58.000. Đấy, odo 58.000, odo chuẩn nha. Máy lạnh này rất là mát luôn, xe đời cao thì anh em cứ yên tâm. Có màn hình rồi cam hành trình có đầy đủ hết rồi. Đó. Một chiếc xe gia đình. Form dáng thể thao cho chiếc bạn mua về để chạy gia đình. Chỉ 452 triệu đồng thôi anh em nhé, 452 triệu đồng. Có ngay một chiếc xe còn khá là đẹp, khá là lướt nha. Đấy. Form dáng đẹp. Đi gia đình thì rất là ok rồi. Đây. Về máy móc của xe này. Nó tạo tiếng bíp rồi khi mình đi chìa khóa mình cầm ra ngoài anh chị. Đó. Máy móc zin theo xe nhá, những con ốc này. Ốc 7 màu hết này. Máy còn là tem. Nó tem dán trên máy này. Máy ốc khác này. Ốc này chưa có mở, chưa bản tháo, máy móc chưa bung nhá. Zin hết nguyên zin toàn xe. Đấy, giá trên là bên em có bớt lọc, có hỗ trợ giao xe tận nơi tận nhà cho chiếc bạn trong vòng bán kính 100 km. Đây, nắp capo này, keo chỉ này. Đấy, keo chỉ zin hết nha. Cực kỳ là đẹp. Chôn màu phiên bản số tự động 2017 giá 452 triệu đồng. Đấy. Em sẽ đi cái phần cốp. Đấy, đi phần cốp sau đi cho anh em tham quan cái phần cốp, sau đó em sẽ khiên kết thúc video ở đây nhé. Cốp sau khá rộng. Đây. Lốp sửa cua này. Đó, lốp sửa cua này. Khoang sạch sẽ nha. Nhưng mà xe này thì không có sử dụng gì nhiều. Chủ đi bảo quản tốt cho nên chất xe còn khá đẹp. Đó thì anh chị các bạn nào quan tâm mẫu Cerato 2017 phiên bản số tự động bản full này thì có thể liên hệ trực tiếp số line của em 0969711141 gặp em Việt nha. Tới tận nơi trực tiếp cửa hàng bên em để xem xe, test xe thoải mái luôn. Thì em cũng cảm ơn chị bạn rất nhiều. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.